Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cường Khúc Khác sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm gà hấp muối. Thịt gà ăn chắc ngọt, thấm vị đậm đà, rất là thơm ngon. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì mình sẽ chia sẻ để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ làm cái món gà hấp muối á các bạn, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là một con gà. Gà thì các bạn lựa gà ta hay là gà thả vườn hay là gà công nghiệp gì cũng được ha. Con gà nó cỡ khoảng 2 kg nha, 2 kg đến 2,5 kg thì các bạn làm gà hấp muối nó sẽ ngon. Ngoài gà ra thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình là muối hạt. Đây nè, đây là muối hạt nè. Mình không nên dùng cái muối nhuyễn nha các bạn, tại vì cái muối hạt này mình mới hấp được. Chứ còn các bạn dùng cái muối nhuyễn các bạn hấp lên là nó không có ra cái hơi đâu. Ha, muối hạt nha. Và cái muối hạt này nhiều hay ít nó tùy vô con gà. Ví dụ như con gà to thì các bạn dùng nhiều muối một chút nha, để nó to có cái lượng nhiệt đủ á làm chín gà. Còn gà nhỏ thì các bạn dùng ít muối lại. Rồi ngoài ra mình chuẩn bị thêm là khoảng 20 đến 30 gram rau răm. Nè, rau răm nha, một bó rau răm, một nắm rau răm vậy đó, khoảng 2 củ hành tây. Rồi khoảng 5-6 cây sả gì đó, vài cọng hành lá. Hành tím thì mình dùng nó có khoảng 5-6 củ hành tím, 5-6 tép tỏi và một ít lá chanh. Lá chanh này nếu mà mình mua ở ngoài chợ mà mấy cái sạp rau không có thì các bạn tới chỗ bán gà nha các bạn. Bán gà người ta sẽ bán kèm cái lá chanh này nè. Đó thì các bạn mua. Nhiêu đây thì nó có khoảng 1.000-2.000 lá chanh nè các bạn, rất là rẻ ha. Rồi ví dụ như các bạn mua con gà thì người ta sẽ cho luôn cái lá chanh này ha, còn khỏi cần phải mua. Về gia vị thì mình chuẩn bị thêm một ít ớt khô ha, bột nghệ với lại muối tiêu. Muối tiêu thì bữa trước mình có cái video mình chia sẻ với các bạn công thức và cách làm muối tiêu rồi đó. Đây nè, mình dùng cái muối tiêu này để mình ướp gà nha các bạn, nó sẽ ngon, nó thơm ha. Còn không thì mình tự pha muối với lại tiêu, mình ướp cũng được. Nhưng mà cái muối này thì mình đã rang rồi á, thành thử ra nó rất là thơm. Ngoài ra một cái nguyên liệu rất là quan trọng cho cái món gà hấp muối này á, thì là các bạn sẽ chuẩn bị thêm là một cái cuộn giấy bạc. Đây nè, giấy bạc nè. Do là khi mình hấp muối như vậy các bạn, cái nước muối nó nhỏ ra, cái nồng độ muối nó cao lắm. Nếu mà các bạn dùng những cái nồi mà đáy mỏng á thì có thể nó sẽ bị lủng nồi luôn ha. Còn nếu mà mình dùng những cái nồi đáy dày thì nó sẽ bị ăn mòn, nó giảm tuổi thọ của cái nồi. Nên vì vậy là các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình một cuộn giấy bạc nữa nha các bạn. Cuộn giấy bạc này nó sẽ giúp cho cái nước muối nó ngăn, nó không tiếp xúc với cái nồi thì mình sẽ sử dụng cái nồi được lâu hơn, nó bền hơn. Thì con gà này á là con gà giống như là gà nuôi ở nhà các bạn ha, nó sẽ khác cái gà mà các bạn mua ở ngoài chợ. Mặc dù ở ngoài chợ cũng là gà thả vườn nhưng mà cái thịt của nó sẽ không có ngon bằng con gà này đâu, tại con gà này kiểu như nuôi nó lâu. Gà thì các bạn cứ rửa sạch sẽ nha, sau đó mình sẽ ướp vào đây khoảng 2 muỗng muối tiêu, ướp cả bên trong và bên ngoài con gà luôn nha các bạn. Gà này thì má vợ mình nuôi lâu lớn lắm, thành thử ra nó ít mỡ. Còn gà mà các bạn mua ngoài chợ nó nhiều mỡ thì các bạn làm món này nó sẽ rất là ngon nha, tại vì cái món này thì nó sẽ giúp cho con gà nó khô, nó khô thịt á. Rồi ha, sau khi mình ướp đều gia vị rồi đó thì bây giờ mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình bọc lại và mình ướp nó có khoảng 30 phút đến 1 tiếng nha. Sả thì mình cắt khúc mình đập dập nha các bạn. Hành tây thì các bạn sắc lát, tỏi với hành tím thì mình cũng đập dập luôn. Riêng về lá chanh á thì các bạn chỉ cần vò nát là được rồi. Mình vò như vậy lát nữa mình nhét vào trong bụng con gà, mình hấp lên thịt gà rất là thơm. Rồi bây giờ mình sẽ đi thắng một ít cái mỡ gà nha các bạn. Khi mà các bạn làm gà bao giờ cũng vậy là sẽ có một cái cục mỡ như thế này nè. Đó, mình thắng cho nó ra mỡ để mình lát nữa mình phết lên con gà, nhìn cho nó bóng đẹp nha. Rồi cái cục mỡ gà này nè, sau khi mà mình thắng nó ra mỡ nhiều nè các bạn thấy không, màu vàng nè, rất là thơm luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho ớt, tiêu vào đây, bột nghệ vào đây. Để lát nữa mình quét lên trên con gà nó vàng đẹp và nó thơm nha. Cho vào đây một xíu bột nghệ, ớt tiêu ha. Lúc này cái mỡ nó nóng đó các bạn, nó làm cho cái bột nghệ với cái tiêu nó dậy lên cái mùi thơm rất là hấp dẫn. Rồi cuối cùng ai mà ăn cay được thì các bạn cho thêm ớt vào nha. Mình ướp một ít ớt vào đây thì mình ăn con gà nó cũng sẽ ngon hơn. Rồi lát nữa mình sẽ đi quét cái hỗn hợp này lên trên con gà, bóng đẹp mà siêu ngon luôn. Đây ha, con gà sau khi mình ướp được khoảng 1 tiếng rồi đó các bạn, thì bây giờ mình lấy ra để mình quét cái hỗn hợp bột nghệ á, bột nghệ với ớt lên. Đó thì như vậy thì con gà nhìn nó sẽ bóng và nó đẹp hơn. Sau khi mà mình quét cái bột nghệ này lên rồi đó thì các bạn để có khoảng 5-10 phút gì đó nha các bạn, để cho nó thấm ha, nó thấm vào trong con gà đã rồi hãy đem đi hấp. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho mình á cái tờ giấy bạc nè, cho nó vào trong nồi. Nhớ nha các bạn là các bạn dùng ở nhà, các bạn dùng cái nồi nào cũng vậy luôn, là các bạn cũng nên lót ha, khoảng 2 tờ nha, 2 tờ để các bạn gấp đôi lại rồi các bạn lót vào. Thì như vậy cái muối khi mà nó ra nó sẽ không có ăn mòn cái nồi của mình nha. Trường hợp mà các bạn dùng những cái nồi nhôm mà nó mỏng mỏng nó lủng nồi nha các bạn là chuyện hết sức bình thường ha, tại vì cái nồng độ muối nó cao lắm. Rồi bây giờ mình sẽ cho muối vào ha, thì các bạn sẽ cho ít muối thôi, không cần nhiều lắm đâu. Cho muối vào xong á thì các bạn trải nó ra ha, trải đều nó ra. Rồi bây giờ mình sẽ xếp bên dưới các bạn là một lớp sả ha. Rồi cho lên đây thêm ít hành tây nữa cho con gà nó thơm.
Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho con gà vào đây để mình hấp nha. Rồi các bạn sẽ cho hết cái phần mà độ lòng gà các bạn, mình cho hết vào trong bụng con gà luôn. Rồi tiếp theo là cái phần mà lá chanh á, cho hết vào đây ha. Lá chanh mà mình vò nát các bạn cho hết vào đây, kèm theo đó là cái phần tỏi với hành tím á, các bạn đập dập các bạn cho vào đây luôn. Đó, tỏi hành tím đập dập, lá chanh ha, vò nát cho vào đây. Rồi thêm ít rau răm nữa, nhét vô đầy vô bụng con gà luôn cho nó thơm nha các bạn. Đó, cuối cùng là khoảng 2 cây sả nữa. Đó, sau cùng thì mình cho lên trên thêm một ít cái phần lá rau răm với lại hành lá nữa là được nha các bạn, rồi mình đem đi mình hấp thôi. Thì con gà mà tầm dưới 2 kg thì các bạn hấp cho mình nó cỡ khoảng 40 đến 50 phút nha các bạn. Còn nếu mà con gà trên 2 kg thì các bạn phải hấp ít nhất là 1 tiếng á thì nó mới chín được nha. Đây, rải xung quanh thêm một ít cái phần rau răm và hành lá nữa nha để cho nó thơm. Rồi, bây giờ cho con gà, bắt con gà lên bếp để mình hấp nha các bạn. Rồi và do là con gà này mình sẽ hấp chín nó bằng cái hơi, thành thử ra cái nắp á các bạn á, phải là cái nắp mà nó kín, nó không có những cái lỗ thoát hơi này. Nếu mà cái nắp mà mình có những cái lỗ thoát hơi này á thì các bạn dùng cái cọng xả hay là cái gì cũng được, các bạn nhét nó vào, đừng để cho nó thoát hơi đi nha. Thì như vậy mình làm ra con gà thì nó mới chín, nó mới ngon được. Chứ mà các bạn để cái lỗ thoát hơi này nhiều quá là cái hơi nó bay đi hết, nó không đủ cái hơi để nó chín gà nha các bạn. Nha các bạn, cứ cần mình vò khoảng vài cái cọng xả đó mình nhét nó vào thôi. Rồi hấp cái gà này thì mình sẽ để lửa nhỏ ha, mình để mức lửa là nhỏ nhất luôn. Đó, đậy kín nắp lại như vậy, các bạn hấp khoảng 40 phút nha các bạn nha, 40 đến 50 phút là con gà nó chín. Rồi bây giờ để mà ăn con gà hấp muối này các bạn, thì các bạn có thể là mình chấm với lại muối tiêu. Đây là cái hũ muối tiêu mà bữa trước mình có video mình chia sẻ với các bạn á. Cái này thì đơn giản ha, là các bạn chỉ cần vắt chanh vào thôi là mình ăn. Dành cho những bạn nào mà thích cái vị nó mặn mặn, chua chua. Cái muối tiêu này thì không có đường nha các bạn, nó chỉ có vị mặn mặn chua chua thôi. Ăn với thịt gà thì cũng rất là ngon mà nó cũng quen thuộc quá rồi đúng không? Đó, cho thêm một hai miếng chanh gì đó. Hoặc là bạn nào muốn ăn tắc á, thì các bạn dùng tắc cũng được nha. Tắc thì nó cũng ngon lắm, nó cũng thơm. Rồi cho lên trên thêm một ít cái phần đá chanh á. Các bạn sắc nguyên hiện á, mình cho lên. Thêm một ít ớt nữa nha. Đó, đó là xong cái món mà muối tiêu. Còn ví dụ như bạn nào mà thích cái vị béo mà ngọt ngọt, chua chua, thì các bạn dùng cái muối ớt đỏ này cho mình. Bữa trước mình cũng có cái video mình chia sẻ với các bạn chi tiết công thức luôn rồi, chuẩn kinh doanh nha. Bạn nào mà bán gà hay gì đó thì các bạn cũng có thể tham khảo. Đây, mình làm được 1 tháng rồi đó các bạn. Cứ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nha, nó không có hư đâu, rất là ngon. Khi mà các bạn xài xong rồi các bạn cứ tiếp tục là cho nó vào trong tủ lạnh để mình bảo quản nha. Và cái này thì các bạn cũng cho lên đây thêm một ít cái phần lá chanh nè, rồi vài cái lát ớt nữa. Cái này thì nó đã có cái vị nó chua chua rồi ha, chua chua ngọt ngọt béo béo, chấm với gà hay là hải sản gì cũng ngon hết ha. Đó thì đây là 2 cái món đồ chấm thường là mình thấy là các bạn rất là thích khi mà mình chấm gà. Bạn nào mà chưa xem cách làm muối tiêu với lại muối ớt đỏ này thì cứ để lại bình luận bên dưới video nha. Mình sẽ gửi cho các bạn video cách làm muối tiêu với lại muối ớt đỏ. Rồi gà sau khi mà hấp chín ở đây nè các bạn ha, cực kỳ thơm luôn, ngon. Đó, khi mà hấp xong thì mình lấy con gà ra mình ăn nha các bạn. Cái ưu điểm của cách làm gà hấp muối này á, dành cho những bạn nào mà mua những con gà mà nó quá bở, ví dụ như gà công nghiệp á các bạn, thịt nó quá bở thì mình hấp kiểu này thì nó sẽ khô con gà ha, nó khô con gà ăn thịt nó chắc và nó ngon hơn. Và nhớ nha là các bạn làm ở nhà thì các bạn nên mua cái tờ giấy bạc á, các bạn lót ở bên dưới như thế này nha, để cho cái muối nó không có bị chảy xuống dưới thì nó sẽ không có làm hư cái nồi của mình ha. Rồi bây giờ chờ con gà này nó nguội rồi mình lấy ra mình ăn thôi. Đây, lấy con gà ra nha. Đó, các bạn thấy không, cái muối bên dưới này nó không có bị cháy đâu ha các bạn ha. Và cái muối này sau khi hấp xong mình sẽ bỏ nha, mình không có tái sử dụng được, rất là ngon luôn. Rồi thì đây là chính là cái con gà hấp muối nha các bạn, làm thì đơn giản và rất là ngon. Ok, thì hy vọng rằng qua video này Cường Khúc Khách đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm gà hấp muối. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món gà này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.